chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay hội sim cảnh huyện Nga Sơn có ghé thăm và giao lưu tại vườn của anh Nam Tóc Dài, một trong những chủ tịch hội sim cảnh xã Nga Bạch, để chuẩn bị cho công tác triển lãm sim cảnh Triệu Sơn mở rộng. Chắc chắn là quy tụ rất nhiều tác phẩm. Hôm nay đoàn của huyện, tỉnh huyện cũng đã đến, đặc biệt là có bác Niu đây, phó chủ tịch hội sim cảnh tỉnh, ghé thăm và cùng anh em tham quan, chia sẻ với tất cả anh em những cái tác phẩm của anh Nam Tóc Dài, một trong những người cũng khá là có xu má trong đoàn cây cảnh. Hôm nay thì chúng tôi có đến tham khảo một vài tác phẩm cho cái công tác chuẩn bị cho triển lãm đó, để cho triển lãm của Triệu Sơn được diễn ra ok hơn, thì chắc chắn là sẽ có cái sự chuẩn bị trước. Nhận cây thì nghe thông tin là ngày 22 này toàn bộ cây sẽ được tập kết vào về Triệu Sơn, có rất nhiều những tác phẩm đẹp, chắc chắn là sẽ có một kỳ triển lãm đầy ý nghĩa mà Triệu Sơn mang đến cho công chúng. Hôm nay thì anh em tôi cũng chia sẻ tới tất cả anh em một cái góc nhỏ nhỏ của đồng chí Nam đây nhé. Hôm nay có hội sim cảnh của huyện nữa, đặc biệt có Thức Bonsai và Phúc, nhà vườn Nguyễn Xuân Phúc, hai phó chủ tịch huyện hội sim cảnh. Đấy là Nam có tác phẩm này là cũng gọn gàng đẹp đấy. Đây là tác phẩm Chiều Trên Bản Thượng. Cây này cũng là một cây khá là đẹp nhá. Trước đó đi triển lãm nhà vườn Nguyễn Xuân Phúc thì cũng có cái giá hơn 100 rồi. Đây là cho anh em biết là những tác phẩm đẹp mà hoàn thiện như này bây giờ cây. Đáng nhẽ là về Quảng Ninh và về mãi trên bên trên Tiên Yên gì? Đấy. Đâm Hà. À, Đâm Hà. Cái gì như thế này là cả cây cả đơn một số đã đi chục cây rồi. Đấy là về Đâm Hà. Đâm Hà đã hứa đấy. Chỉ thực ra là Nam này chú trọng về cái hoàn thiện nhiều hơn là phôi, chuyên chú trọng về những cái hoàn thiện. Tác phẩm ruối, tác phẩm ruối này thì trước đó là của nhà vườn Thức Bonsai. Thức Bonsai có giao lưu lại cho Nam Tóc Dài nhé. Cây cối nhiều khi anh em cứ bảo là nhiều khi các bác cứ bảo chuyển đổi từ người này qua người kia bắt tay cho vui, nhưng mà vui nhưng mà mất tiền đấy nhá. Trên cây anh em đã yêu cây cảnh thì chắc chắn là hiểu rõ hơn, vì thực ra là chỉ có người yêu mà biết được giá trị của nó thì đánh giá, người ta không hiếm khi người ta bình luận lắm. Người ta có những cái bình luận, có bình luận thì cũng bình luận rất tích cực, còn những anh em nào mới vào cây thì này hay mang một tính chất gì đó tiêu cực. Quay cho anh em xem nhé, vườn Nam Tóc Dài thì luôn luôn được anh em yêu ái. Trong cái năm vừa qua, nếu anh em rước lại video thì chắc chắn nhiều tác phẩm trong vườn Nam đã được giao lưu rồi. Cái công tác chuẩn bị thì nó luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Mặc dù những cái video chung bonsai quay ở những nhà vườn xa cũng đang tạm thời gác lại, anh em hết sức thông cảm nhé, để cho dành cho cái chương trình của cái buổi giao lưu tại Triệu Sơn này, thì anh em tôi sẽ đi một số nhà vườn để chia sẻ tới tất cả nhé anh em. Nào. Ok, rồi. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Thì hôm nay là tỉnh hội cũng đã đến và cũng đã tham quan. Đấy. Được đấy.
Không không, vì nó có hòn đá kia cả, hòn đá như vậy là được đấy. Không không thức ạ. Không đây này, vì do có hòn đá này này, nếu mà nhìn ở góc kia là rất hợp. Hòn nào theo kiểu này nó đẹp đấy. Cái cây đó là nghiêng theo nghiêng thì cái tay này nó phải vào đây một tí nó còn đẹp nữa. Cũng không nhận nhau. Nó sát quá. Xuất đi. Đây là tác phẩm mà cũng có mỗi người một ý tưởng. Đấy cũng rất là hay. Nhưng mà nhìn ở góc độ này thì nhìn nó cũng cân đối với... Khác nhiều. Cái chậu này cũng là chậu chính thức đúng không? Đẹp thế đúng vậy. Nam văn lại khác. Mỗi người một ý tưởng. Chưa, mùa này thì nó cũng... Hồi xưa mình một loạt ở dưới đây chơi với ông này này. Rồi. Rồi cánh thanh này, rồi cánh quế này, rồi cánh từ, rồi cánh ấy rồi này. Cây dưới này cũng là một trong những cây dưới nếu mà đưa đi được là quá tuyệt vời đây này. Anh Thái nhận không? Vì dáng nó chuẩn rồi, cây bây giờ được ra là cây hoàn thiện bây giờ cũng khá là ít mà. Hôm nay thì hội cũng chỉ đến và chia sẻ tới cái công tác chuẩn bị cho cái buổi triển lãm cây cảnh Triệu Sơn. Thì cũng rất mong anh em gần xa nắm bắt được cái thông tin cụ thể là ngày 22 này ở Triệu Sơn anh em sẽ nhận cây và cũng cố gắng đưa cái hội sinh cảnh của khắp nơi anh em trên toàn nước để về chung vui. Thì cái công tác chuẩn bị chắc chắn là tỉnh hội kết hợp với tỉnh hội thì bên tỉnh hội người ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn nên là cây sung này thì là làm cái giao dịch của Đa Phù Phủ Sông Hồng. kết hợp giữa Sành Quê và Sành Nam Điền. Đấy, cứ nhưng cái cây ấy này nam đẹp này. Đấy, cái dáng này. Nhưng cái chậu mình không thích nữa, đúng không? Cái chậu nó màu trắng nó không hợp, nó vẫn mang một cái tính cách gì đấy. Cái chậu này mà phải cái chậu đẹp. Tuấn đấy á? Tuấn bỏ. Cái đây cơ mà. Lấy cùng Tuấn bỏ đấy. Đâu. Cây lấy cùng Tuấn bỏ hôm. Cây nhìn rất hay, tuy lon nhưng mà nhìn Nam Điền nhưng hoàn thiện như này. Không gian đẹp nhưng nắng hơi to nên là hết sức thông cảm nhé. Anh em ấy mà có những ý kiến gì thì cứ phản ánh cho chúng tôi. Đây cũng là một tác phẩm mà hoàn thiện cao nhưng mà do nặng quá không biết là Nam có mang đi triển lãm Triệu Sơn hay không. Bóng rất đẹp. Có nhiều tác phẩm thì cũng mới được giao dịch về. Cây sung này, đặc biệt là cây sung ấy đẹp nha, thân rất xoắn. Trong một sai cũng xin được dừng video đây. Hẹn tất cả anh em ở những video sau đi. Khi tới này có nhiều điều bất ngờ nữa, đặc biệt là một số anh em trẻ cũng mới vào và cũng đã và giao lưu cho mình rất nhiều những tác phẩm đẹp rồi. Cây không đơn giản mà mình có thể có tiền mà mua được nhé, do nhiều cái duyên, nhiều yếu tố nữa kết hợp lại. Cây cối, nhưng mà vườn cây của Nam là sạch đúng không? Sạch.
cây nói chung là gọn gàng. Chứ cây cần mỗi cái khoảng không gian vậy thôi. Nào bác rảnh mới bảo Nam nó trở lên cháu nhá. Em cây. Cây thì nhỏ không? Cháu cũng nhiều, cũng có cái góc nhỏ nhỏ như Nam này thôi. Cây đồng nó có nhiều cây không? Thanh nào? Vâng.